Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, nhiệt độ đo được tại các trạm ở khu vực phía Tây Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên lúc 13 giờ ngày 6 tháng 5 năm 2023, phổ biến từ 37 đến 40 độ C, có nơi trên 41 độ C như huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình, 41,7 độ C, thị trấn Hội Xuân, huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa, 42,4 độ C, huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An, 42 độ C, xã Tây Hiếu, thị xã Thái Hòa, tỉnh Nghệ An, 42,5 độ C, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh, 41,3 độ C. Độ ẩm tương đối lúc 13 giờ phổ biến từ 33 đến 55%. Ở phía Đông Bắc Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ lúc 13 giờ phổ biến từ 35 đến 38 độ C, có nơi trên 38 độ C. Độ ẩm tương đối lúc 13 giờ phổ biến từ 40 đến 65%. Riêng tại thủ đô Hà Nội, nhiệt độ ngày 6 tháng 5 lên đến 39 độ C. Nhiệt độ mặt đường đo được lúc 13 giờ 30 phút là hơn 50 độ C. Tây Nguyên và Nam Bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ lúc 13 giờ phổ biến từ 35 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ C. Độ ẩm tương đối lúc 13 giờ phổ biến từ 45 đến 60%. Dự báo ngày 7 tháng 5, khu vực phía Tây Bắc Bộ xảy ra nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến từ 36 đến 38 độ C, có nơi trên 39 độ C. Khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36 đến 39 độ C, có nơi trên 40 độ C. Độ ẩm tương đối thấp từ 30 đến 45%. Khu vực Đồng bằng Bắc Bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 36 độ C, độ ẩm tương đối thấp từ 45 đến 60%. Khu vực Nam Bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 37 độ C, độ ẩm tương đối thấp từ 40 đến 60%. Từ ngày 8 tháng 5, nắng nóng diện rộng có khả năng chấm dứt. Chúng tôi biết bạn có nhiều lựa chọn và chúng tôi luôn là sự lựa chọn tốt nhất. Đăng ký kênh YouTube Báo Thanh Niên để cảm nhận nhịp thở xã hội đầy màu sắc trên màn hình của bạn.